Nếu đột nhiên thấy dấu hiệu này, chứng tỏ bạn được người âm đi theo phù trợ, chuẩn bị trúng số đổi đời. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, ai sống trên đời mà chẳng mong muốn mình luôn gặp được nhiều điều may mắn và được quý nhân phù trợ. Nếu bỗng dưng một ngày nào đó bạn nhận thấy xung quanh mình có rất nhiều hiện tượng kỳ lạ, huyền bí mà chẳng rõ nguyên nhân, rồi mọi chuyện vô cùng thuận lợi dù đang diễn ra trong đời sống thực tại nhưng lại khó hiểu đến mức bạn chẳng thể lý giải được, thì chắc chắn có lẽ bạn đang được người âm đi theo giúp đỡ. Nhiều người thường gọi vui đây là hiện tượng duyên âm hoặc là vong theo. Và để giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cụ thể hơn trong phần tiếp theo của chương trình. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Bạn thân mến, duyên âm hay còn gọi là một sự sợ hãi mang tên ma quỷ, có lẽ là điều mà bất cứ một người nào cũng hoang mang, lo lắng, thậm chí là sợ hãi tột cùng khi gặp phải những chuyện này. Tuy nhiên, không phải duyên âm nào cũng là ma quỷ đeo bám, xấu xa hãm hại, mà đôi khi có thể là người thân quen, là quý nhân phù trợ, cũng có thể là người xa lạ nhưng hợp vía, hợp tuổi với bạn. Có thể người đó đi theo để mách bảo phù hộ, che chở, chỉ đường dẫn lối cho bạn tránh xa những điểm gở. Hãy cùng theo dõi 9 dấu hiệu dưới đây để biết mình có may mắn được người âm đi theo phù trợ hay không. Dấu hiệu thứ nhất, luôn cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình. Con người chúng ta ai cũng có một cảm quan trực giác rất nhạy bén. Bình thường, nếu như có một luồng ánh mắt nào đó bất giác hướng về bạn thì lập tức bạn sẽ quay lại ngay. Nhưng nếu cảm giác này cứ lặp đi, lặp lại thường xuyên và bạn quay lại mà chẳng thấy một ai thì hãy nghĩ đến khả năng có một linh hồn đang hướng mắt về phía bạn. Hoặc người âm nào đó đang đi theo phù hộ, âm thầm bảo vệ. Bạn đừng quá sợ hãi vì sẽ không có ai làm hại bạn. Dấu hiệu thứ hai, chó mèo có phản ứng kỳ lạ với bạn. Bạn cũng biết rằng các loại động vật thường có tần số siêu âm khác với con người chúng ta. Bởi vậy nên khi không cùng tần số sẽ có một số thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Nhưng những con vật ấy lại có thể thấy. Khi những con vật thân thương gần gũi xung quanh ta đột nhiên có biểu hiện lạ, như chú chó nhà bạn gầm gừ, sủa inh ỏi và tỏ vẻ sợ hãi giận dữ đứng quay về một góc của nhà, nhưng bạn chẳng thấy gì. Hoặc đột nhiên, chó mèo nhà bạn sợ hãi khi bạn bước tới gần, thậm chí gầm gừ nhe nanh. Khi bạn đến bên cạnh thì có lẽ một chú chó ấy đã phát hiện ra ở gần đó có ít nhất một linh hồn nào đó đang lởn vởn hoặc đứng đằng sau lưng che chở cho bạn. Dấu hiệu thứ ba, bỗng nhiên cảm thấy lạnh người. Mỗi khi đi ngang qua nghĩa trang hoặc nơi chôn cất người chết, không khí ở đó luôn lạnh hơn bình thường, nhất là vào những đêm tối hoang vắng. Lỡ đường mà đi ngang qua những bãi đất chỉ toàn mồ mả thì sẽ cảm thấy lạnh đến mức rùng mình, tự hồ như có một luồng không khí đang chạy dọc sống lưng. Nếu cảm giác ớn lạnh xương ấy vẫn theo bạn đến những nơi khác, mặc dù đã qua khỏi nơi tọa lạc của mấy cái mồ mả tối tăm kia, thì sau khi phân tích những yếu tố khách quan, kiểm tra, loại trừ những vấn đề chủ quan về sức khỏe, nhiệt độ xung quanh, thì có lẽ bạn nên nghĩ rằng mình đã hợp vía một ai đó và người đó đang đi theo. Người này có thể là người thân quen, cũng có thể là người mà dân gian gọi là hợp vía hợp tuổi, nên chọn đi theo để mách bảo, chỉ dẫn bạn tránh những điểm gở. Dấu hiệu thứ tư, người bạn có cảm giác nhức mỏi kéo dài. Nếu như bạn không mắc phải những căn bệnh nào, nhưng lại thường xuyên bị cảm giác thấy mình bị nhức mỏi ở một số nơi cơ thể như cổ, vai, cột sống, tay, chân, nhưng khi can thiệp đến các biện pháp y tế thì vẫn không thể tìm ra nguyên nhân điều trị dứt điểm được những cơn nhức mỏi kỳ lạ. Tình trạng nhức mỏi này ngày càng diễn ra lâu ngày, kéo dài, ngay cả khi bạn đang nghỉ ngơi và điều trị thì vẫn không thuyên giảm, thì có lẽ rằng bạn đã bị người âm đeo bám. Có một số người âm còn đi theo dính liền lấy thân thể người sống bằng cách leo lên cổ vai, đeo bám vào tay, chân, tạo một áp lực vô hình cho người sống, khiến cho họ không được rõ nguyên do, có thể đeo bám trên cơ thể, mách bảo người sống tránh khỏi những điểm gở sắp xảy đến. Dấu hiệu thứ năm, những hình bóng kỳ lạ trong tấm hình cũ. Bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời, bạn muốn hồi tưởng, kỷ niệm quá khứ, xem lại tấm ảnh cũ,
đột nhiên phát hiện có một bóng người đáng lý ra không có trong bức hình, nay lại đột nhiên có mặt một cách đáng ngạc nhiên và đáng sợ. Đó có thể là người thân đã mất hoặc một người lạ, hình dáng có thể bình thường như người sống cũng có thể khiến bạn phải khóc thét. Nhưng trên hết, những tấm hình đó lại là bằng chứng cho thấy người âm luôn đi theo phù hộ và họ vẫn luôn hiện diện một cách chân thực nhất. Thứ 6, bạn bỗng nhiên được cứu sống một cách thần kỳ. Khi có những hồn ma đi theo để bảo vệ phù hộ như ông bà, cha mẹ người thân đã khuất đi theo phù hộ con cháu. Đó là lý do vì sao có đôi khi trong một chuyến tai nạn máy bay, tất cả mọi người đều bỏ mạng, nhưng lại có duy nhất một người sống sót. Người có quý nhân phù trợ là khi phải trải qua một tai nạn đột nhiên được cứu sống, sẽ có những dấu hiệu để ta tránh khỏi thì có lẽ đang được vong linh của người đã khuất báo hiệu để tránh điều hung họa xảy tới, hoặc nơi đường xá sông hồ có vong hồn bị chết oan. Nhưng người ta không hiểu vì sao tại nơi đó thường có người đến lai vãng và bỏ mạng. Sau khi xem xét giải thích là do người âm dẫn đường để nhờ bạn giúp hoặc phù hộ họ bảo vệ bạn bước qua một tai nạn nào đó sắp xảy ra ở phía trước. Quý vị thân mến, dù bạn là người không bao giờ tin vào ma quỷ, thần linh hay cõi âm thì cũng đừng nên phủ nhận hoàn toàn vấn đề này. Bởi trên thực tế thì ở nhiều nơi trên thế giới, các máy quay ngầm đã ghi lại được rất nhiều hiện tượng vô cùng kỳ lạ và bí hiểm mà chúng ta không thể nào giải thích được nguyên nhân vì sao. Hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tiếp tục đi tìm hiểu ngay bây giờ. Thứ 7, bạn có cảm giác những bóng đen thoáng vụt qua. Một số người luôn cảm thấy có bóng người theo sau mình, nhưng khi quay lưng lại chỉ thấy một bóng đen vụt qua và biến mất. Nếu trường hợp này kéo dài và đã loại trừ chắc chắn trường hợp mình bị theo dõi hoặc bị hãm hại, thì có lẽ ta có thể có một người đã khuất theo sau. Người này có thể để giúp đỡ, cũng có thể theo vì mục đích nào đó, hoặc đơn giản hợp vía và thích bạn, muốn đi theo phù hộ cho những điều tốt xảy đến với bạn. Các đồ vật bị mất, bị xê dịch mà không rõ nguyên nhân. Cũng giống như thế giới của con người, ma quỷ cũng có thiện, có ác, có phá phách, tinh nghịch, có người âm đi theo phù hộ thì cũng có người đi để trả thù, hãm hại. Vì những mục đích gì đi chăng nữa thì trong một khoảnh khắc nào đó, chắc hẳn những linh hồn đó sẽ làm cho bạn sợ hãi, ám ảnh, ảnh hưởng tới sinh hoạt và công việc hàng ngày. Có trường hợp một số người âm cố tình theo bạn để sự hiện diện của họ xung quanh bạn lấy đi những món đồ xê dịch vị trí của chúng, nên tình trạng mất độ của bạn xảy ra thường xuyên với những món đồ không có giá trị như một con dao, một tấm ảnh, một chiếc xếp hay có khi là một đồ vật nào đó cứ biến mất mà không rõ nguyên do. Sau khi loại trừ những trường hợp thú cưng hay trẻ con phá phách, bạn không thể hiểu nổi vì sao những món đồ ấy lại mất tích một cách bí ẩn. 9. Bỗng nhìn thấy bóng người trong gương. Đôi khi trong đêm tối, bạn soi gương hoặc lướt ngang qua gương thì đột nhiên thấy có một bóng hình nào đó trong gương. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì bóng người ấy lại không biến mất. Không phải tự nhiên mà ông bà ta kiêng kỵ việc soi gương vào buổi tối, tất cả đều có lý do. Nếu bạn đột nhiên có cảm giác một bóng đen trong gương đang ở gần mình, thì điều đó có thể là có người âm đi theo phù hộ. Tuy có thể đây là những vong linh hiền lành muốn giúp đỡ người sống, nhưng tốt nhất để tránh trường hợp này thì bạn nên thiết kế một chiếc rèm trước gương trong nhà, trong phòng để có thể kéo gương lại vào buổi tối, hạn chế soi gương vào buổi tối để tránh những trường hợp nhìn thấy bóng đen làm bạn ám ảnh. Quý vị thân mến, dân gian xưa có quan niệm rằng có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chỉ cần chúng ta thực sự tôn trọng những vong linh đã khuất, sống có tâm và luôn chăm chỉ tích phúc đức thì không sợ bị người khác hãm hại hoặc bị thế lực tâm linh làm hại đến bản thân mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.